Đây chính là cái video về nước hoa cả triệu view và là dòng nước hoa cao cấp nhất đến từ Etoner, rất nhiều anh em quan tâm. Nay thì họ ra mắt thêm cái phiên bản mới. Anh em nhìn này, có cái chai nước hoa nào mà nó đóng gói như này không? Túi sách này, nhân vật chính này, catalog hướng dẫn sử dụng này, và có cả phần đế chống trượt. Đấy, tôi mở cho anh em xem chi tiết nhá. Etoner thì không xa lạ rồi, nước hoa thương hiệu Pháp lịch sử cả trăm năm luôn. Họ kinh doanh rất nhiều các mặt hàng chứ không chỉ nước hoa ô tô đâu. Đấy, nước hoa ô tô là một cái vật dụng mà chắc chắn là anh em không thể bỏ qua được, và mua cái loại nào cho hợp lý cơ. Anh em nhìn, đóng hộp này, mang đi tặng biếu thoải mái luôn. Còn thiết kế này. Đấy, mùi thì nó sẽ là cái mùi giống như mùi hương Dior nhá. Đấy, để mà dùng được cái này hoàn hảo thì anh em sẽ có phải thêm cái phần đế này và thêm cái phần khuếch tán ở đây, thì tôi lắp vào cho anh em xem luôn nhá. Sau khi mà mở cái nắp này ra thay bằng cái nắp khuếch tán rồi thì anh em dính cái phần chống trượt này vào đây. Lột cái này ra. Đặt nó lên cái vị trí này nhá. Ok. Đấy, như thế là đẹp. Đi thế nào cũng được, dùng lắc các thứ thoải mái. Mà đặc biệt ấy, nhìn anh em nhìn nó sang không? Cực kỳ sang luôn, mùi thì rất là thích. Nhưng mà giá không rẻ đâu nhá.